Sáng nay ngày 1 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tuần gian hóa du lịch tỉnh Long An, năm 2022, Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên tiểu ban nội dung tổ chức tuần gian hóa du lịch tỉnh nhằm đánh giá công tác chuẩn bị các hoạt động trong sự kiện này, đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hoàng Đình Cán. Tại cuộc họp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên triển lãm và truyền thông tinh tú, trình bày 12 kế hoạch chi tiết cho 14 hoạt động trong khu khổ diễn ra tuần văn hóa du lịch Long An 2022 từ ngày 17 tháng 9 đến 21 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức tuần văn hóa du lịch Long An 2022 Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, Thời gian diễn ra sự kiện không còn nhiều, do đó các thành viên tiểu ban nội dung cần khẩn trương mà trong đó Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên triển lãm và truyền thông tinh tú, giữ vai trò nồng cốt trong xây dựng kịch bản chương trình, đảm bảo đúng tiến độ, đúng mục đích, kế hoạch đề ra, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong khuôn khổ thời gian diễn ra sự kiện tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022 sẽ có chương trình lễ kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu Chu Dũng Kiên Cường Toàn dân đánh giặc 17 tháng 9 năm 1967, 17 tháng 9 năm 2022 và đón nhận quân chương Hồ Chí Minh. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Long An 2022 Phạm Tấn Hòa yêu cầu đơn vị tổ chức phải đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, chủ đáo thiết thực và tiết kiệm, qua đó tạo được niềm tin sâu sắc trong cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.